Giá gia cầm hôm nay ngày 14 tháng 6, giá gà công nghiệp nhích lên, vịt thịt mỗi nơi một giá. Theo nhiều thương lái thu mua gà, vịt, giá gia cầm hôm nay ngày 14 tháng 6 tại các vùng có biến động. Giá gà công nghiệp tại các trại tăng lên khoảng 1.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá vịt thịt mỗi vùng một kiểu, việc tiêu thụ khá thuận lợi. Giá gà thịt hôm nay, gà công nghiệp tăng giá. Thông tin giá gia cầm hôm nay, bà Phạm Thị Hải, thương lái thu mua gà, vịt ở vùng Hà Nội, Hòa Bình cho biết. Giá gà công nghiệp hôm nay đang có xu hướng tăng. Cụ thể, giá gà lông trắng loại trên 3,3 kg mỗi con bán tại trại ở Hòa Bình, Thái Nguyên được 36.000 đồng mỗi kg. Giá gà trắng bán tại các vùng phía Nam ổn định ở mức từ 33.000 đồng đến 34.000 đồng mỗi kg. Theo nhiều chủ trang trại, mới đây, giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng thêm trên dưới 400 đồng mỗi kg, tùy loại, khiến giá thành chăn nuôi gà bị đội lên khoảng 30.000 đồng mỗi kg so với giá thành đầu vào thì với giá sản phẩm hiện tại, nếu người chăn nuôi tốt, hào hụt ít thì vẫn có lời và có công, ông Trần Văn Hơn ở Long Thành, Đồng Nai nói. Trong khi đó, giá gà tam hoàng bán được gần 60.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vườn loại một bán tại trại ở Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, đạt trên 100.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta nuôi theo hướng hữu cơ cung cấp vào các cửa hàng thực phẩm sạch khoảng 150.000 đồng mỗi kg. Giá gà di lạc thủy bán cho thương lái sô đàn loại trên 3,5 tháng tuổi đạt trên dưới 110.000 đồng mỗi kg. Giá gà mía sơn tây có chạy ở Phú Thọ, Hà Nam bán được 115.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt hôm nay, mỗi nơi một giá. Theo ông Phạm Văn Thương, chủ trang trại nuôi vịt ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, giá vịt thịt ở các vùng miền Bắc khá nhiều giá, mỗi vùng một kiểu. Giá vịt bầu lai bán tại các vùng Bắc Giang, Hà Nội loại đẹp vẫn ổn định ở mức từ 47.000 đồng đến 49.000 đồng mỗi kg. Tuy nhiên, tại các vùng Hưng Yên, Bắc Ninh, có trại bán vịt thịt loại một chỉ được 46.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ di mau ở Hải Dương, Quảng Ninh, giao động trên dưới 47.000 đồng mỗi kg. Tại các vùng phía Nam, giá vịt siêu nạc bán tại trại ở Đồng Nai, Bến Tre, giao động trên dưới 45.000 đồng mỗi kg, tùy vùng. Giá vịt cỏ thả đồng ở các vùng Bình Thuận, Tây Ninh, loại trên 2,5 kg mỗi con bán khoảng 100.000 đồng đến 110.000 đồng mỗi con. Giá vịt xiêm có nơi ở Bình Phước, Lâm Đồng chỉ bán được trên 50.000 đồng mỗi kg. Giá ngan trắng thịt loại trên 4,3 kg mỗi con bán buôn duy trì ở mức từ 67.000 đồng đến 73.000 đồng mỗi kg. Cách nhận biết thịt gà, thịt vịt bị bơm nước. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hợi, một thương lái phân phối hàng gà, vịt móc ở các vùng miền Bắc cho hay, hiện giá gà vịt sống đang ở mức khá cao hàng khan nên có thể tại các lò các chợ mặt hàng này bị bơm nước để tăng trọng đẹp mã theo ông hợi để phân biệt gà vịt bị bơm nước khá dễ theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì khi đi mua mọi người cần lật cánh gà vịt kiểm tra kỹ dưới nách nếu bị tiêm bơm nước sẽ có một chấm đỏ nhỏ xung quanh vết nước phồng lên có màu đen để một thời gian màu đen sẽ phát tán rộng ra ông hợi thông tin phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước với thịt nguyên bằng cách khi ta vỗ vào sẽ có tiếng kêu bình bịch thì đó là thịt đã được bơm nước. Dưới da thịt gà hoặc thịt vịt bơm nước nếu lấy tay ấn vào sẽ có cảm giác trơn hơn so với bình thường. Nếu muốn phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước hay không cách đơn giản nhất khách mua chỉ cần lấy tay ấn vào vùng ức, bụng gà, vịt. Nếu hàng có bơm nước, măng da sẽ bị rách, nước chảy ra ngay, ông hợi tiết lộ. Để mua được những con gà khỏe mạnh, không có bệnh, ông hợi lưu ý các thượng đế không mua những con gà có màu tái hoặc tím bầm, ủ rũ, mỏ chảy nước rãi, mắt lờ đờ, cánh xệ, dáng vẻ mệt mỏi, đầu lúc nào cũng chui xuống dưới. Ông hợi cho biết thêm, khi mua chúng ta không nên chọn những con gà da nhăn nhau, thân gầy gò, ức trơ xương, lồng sơ xác, đặc biệt những con gà chân lạnh, khô, hậu môn trắng bệch hoặc đỏ. Chảy nước hoặc hay có phân dính xung quanh nên tránh vì đó là những dấu hiệu của gà bị bệnh đối với việc chọn mua vịt ông hợi cho rằng mọi người nên hạn chế chọn vịt non vì thịt sẽ nhão không săn chắc và rất tốn thời gian để nhổ lông tơ lông măng khi mua bà con cần quan sát những con vịt non sẽ thấy có mỏ to và mềm còn vịt già bạn quan sát kỹ sẽ thấy nó có mỏ nhỏ và cứng